Vừa qua, Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Oxford Anh phối hợp cùng với Tổng lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Oxford tại Việt Nam, một hành trình kỷ niệm 30 năm dấu ấn của Đại học Oxford ở Việt Nam, thu hút nhiều khách mời tham dự. Chương trình gồm hai tọa đàm thảo luận về các chủ đề đóng góp của Đại học Oxford và cựu sinh viên Oxford đối với sự phát triển của Việt Nam và đóng góp của các du học sinh tài năng về nước đối với sự phát triển của Việt Nam. Tôi thực sự rất tự hào về hành trình và dấu ấn của cộng đồng sinh viên Việt Nam của Đại học Oxford cũng như là cộng đồng sinh viên Việt Nam học tập và làm việc tại Anh. Ban tổ chức mong rằng chương trình kỷ niệm sẽ mang lại nhiều ý tưởng tích cực với cộng đồng sinh viên Oxford, cộng đồng du học sinh Anh và các bạn trẻ có khao khát cống hiến, phát triển đất nước. Chương trình cũng có ý nghĩa ghi nhận thành quả suốt 30 năm đóng góp của các nhà nghiên cứu Oxford cho sự phát triển y tế Việt Nam. Chương trình này là để ghi nhận lại hành trình 30 năm của Đại học Oxford tại Việt Nam. Trong 30 năm qua ấy, thì đã có rất nhiều lớp sinh viên từ Việt Nam tới Oxford học. Họ đã trở về, trở thành những công dân toàn cầu và ưu tú, không những của Việt Nam mà của cả thế giới. Trong khuôn khổ sự kiện, chương trình còn tổ chức ra mắt quyển sách Oxford Giấc mơ có thật do chính các cựu sinh viên trường này chắp bút. Trở thành học sinh của trường Đại học Oxford thì luôn là ước mơ của hàng triệu sinh viên trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Oxford không phải một giấc mơ hão huyền, Oxford nằm trong tầm tay với nếu chúng ta biết học hỏi, biết khiêm nhường, biết thay đổi để bản thân trở nên tốt hơn. Và tôi là tác giả của chương 5 trong cuốn sách Oxford Giấc mơ có thật. Và trong chương sách này tôi có viết về những hồi ức của tôi về một trong những truyền thống lâu đời nhất của sinh viên Đại học Oxford, đó là formal dinners hay còn tạm dịch là bữa tối trang trọng.